nay mình có nhận được cái con iPhone 6 Plus các bạn nha. iPhone 6 Plus. Và iPhone này của đứa em nó đem qua và bị rơi xuống và đột tử luôn, không biết bị gì. iPhone 6S Plus nha mọi người. Thì ở đây chúng ta thấy là cái máy nó còn lành lặn luôn á. Màn hình này nọ là còn nguyên luôn. Ở đây chỉ là cái kính cường lực bên ngoài nó bị mẻ đây thôi, chứ cái máy vẫn còn lành lặn nhưng mà nó không lên màn hình. Thì đây mình chưa đánh giá được là màn hình có bị bể hay không, có thể là bị hư men hoặc có thể là bị hư màn hình hoặc là mất hiển thị nọ đó. Thì đây là máy thì mất nguồn rồi, không còn rung nữa. Mình sẽ cắm sạc thử coi nó có lên hay không nha. Ở đây thì chúng ta thấy nó không lên khi mình cắm sạc, không có tín hiệu, không có nhận pin gì cả. Đó, thì giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái máy này ra để mình coi bên trong nó bị cái gì ha. Để coi cái tình trạng nó là nặng hay nhẹ. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mở máy này ra. Để mà mở được cái máy này ra thì mình sẽ mở hai góc đít phía dưới nha mọi người. Ở đây thì cái góc đít phía dưới đó các bạn thấy là nó tà hết trơn rồi. Đây nè, hai con góc này nó tà hết trơn luôn. Đó, thì cái máy này là nhìn qua sơ qua thì các bạn cũng biết được là người ta đã qua sửa chữa nhiều rồi. Đối với những góc tà đầu này thì những con tua vít lục giác của nó mặc định là chúng ta dùng tua vít lục giác nó mở hai góc này nè, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó tà đầu hết rồi, chúng ta không mở được nữa thì bắt buộc chúng ta sử dụng một cái tua vít khác, đó là tua vít ba ke, những tua vít khác để chúng ta mở. Đây là mình chưa sử dụng ba ke thì nó ra là mọi người thấy không đó. Còn chúng ta sử dụng cái tua vít mặc định, tua vít lục giác thì nó sẽ không ra đâu. Ok, các bạn thấy khi mình xoay xoay thì nó cứ xoay vòng hoài nó không được. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái tiệc kêu đó là mình nhóm nó lên một xíu. Mình nhóm nó lên một xíu nha. Mình tìm cái tiệc kêu gì đó mình nhóm nó lên một xíu. Tại vì chúng ta xoay cái ốc nó vẫn cứ xoay lòng vòng gì hoài nó không có chịu tuôn ra. Đây mình dùng cái cục hít, mình hít nó nhẹ, hít nhóm màn hình lên cao một xíu. Ta kiếm cách nào ta chèn một cái miếng thép này vô đây. Đó, chèn vô. Ok. Chèn vô ta cậy màn hình cao lên xíu. Đó, bạn thấy không? Khi mà cậy màn hình cao lên xíu thì cái con ốc này tự nó lòi ra nè. Đó, rồi xong ta tiếp tục ta đưa móng tay vô. Rồi chúng ta vuốt qua đây xíu rồi cho nó, cái ốc nó hơi lồi ra. Đó, chúng ta tiếp tục như vậy. Là cách xử lý những cái con ốc gọi là bị chai bị chết. Còn nếu mà những cách này mà không được nữa, bắt buộc nó phải nạy màn hình. Nạy màn hình cho nó gãy cái bát đó. Rồi giờ chúng ta dùng móng tay ta vuốt cái màn hình nha. Ở đây thì làm cái nghề này bắt buộc phải có móng tay rồi. Móng tay thì cùi hết trơn à. Không có móng tay nổi. Cái máy này hình như là người ta dán gòn đó các bạn. Cứng quá thì cứng luôn. Cứng quá. Ở đây thì móng tay các bạn thấy là cùi hết. Làm cái này chịu không nổi. Kiếm cái gì đó mình mở. Rất là cứng, bình thường thì mình lấy móng tay mình vuốt nó xong. Mà cái này nó quá cứng. Nó cứng quá thì mình giờ lấy miếng nhựa này mình mở. Đây các bạn, cái con này là cái gãy đàn nha. Cái đồ gãy đàn á. Cái máy này người ta dán gòn nè. Dán gòn hay dán keo thì mình mở ra anh biết được. Này dán con. Ở đây nó dán keo mọi người ạ. Dán keo ở hai cái đầu này nè, ta chấm keo vô hai đầu này, hàng chi nó cứng quá. Ok, ta mở ra để mình xem sơ qua của cái máy này còn ngon không. Nhìn cái men thì thấy cũng còn đẹp đó mọi người, nhìn cái men thấy cũng còn đẹp đó, bên trong là còn khá đó, hình như là chưa có dấu hiệu gọi là sửa chữa nhiều đâu.
mà ốc vít thì mở ra nhiều quá trời rồi, mà bên trong thì nhìn thấy còn đẹp. Ok, thì giờ mình sẽ mở lấy pin ra. Trước khi sửa chữa gì cũng vậy, chúng ta tháo cái pin ra trước mọi người, để cách ly nguồn điện nó trước đã, để tránh tình trạng là nó chập mạch này nọ, nó hư man hoặc là cháy xe đèn này nọ. Thường mấy con sắt SLS này nó hay bị cháy xe đèn lắm, nếu ta sửa chúng ta không đỡ pin ra. Đó. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ mở lấy màn hình. Ngóc này bị tuôn, cái con ốc này chỗ này bị tuôn. Thay vì mở được ngóc ở trên mà mở luôn ốc ở dưới, mọi người thấy không? Đây nè. Thay vì chúng ta mở ngóc phía trên mà nó ra ngóc phía dưới. Đây. Đó, mở phía trên nó ra ốc phía dưới. Rồi bây giờ trước tiên á thì con máy bây giờ nó đã bị tình trạng là mất nguồn vậy, thì trước tiên là mình cần phải test nguồn nó trước các bạn nhé. Mình tháo ra thì mình kiểm tra pin trước, coi có hư pin hay không, thì mình sử dụng máy cấp nguồn để mình test. Nhiều lúc cái pin nó hư, nhiều lúc chúng ta rơi gớt này nọ, cái nguồn điện nó chập á, hư pin này nọ, thì chúng ta test pin trước. Chúng ta lấy cái máy cấp nguồn và test khám coi nó có bị có phải là bị hư pin hay không. Ok, mình sẽ sử dụng cái máy cấp nguồn để mình test thử nha mọi người. Đây mình gắn dây vô. Cái dây này nó cũng giống như một cái cục pin thôi, nó có cái chân y như cái chân trên pin luôn á. Đó, đánh vô. Xong đây thì mình khởi động rồi. Sau khi mà máy cấp nguồn mình đã khởi động thì bây giờ mình để volt ở 4,7 thôi người nha, ở đây 4,7 thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái kim vòng này nha. Ở đây mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình khởi động máy nha. Mình bấm nút nguồn khởi động máy thử coi kim vòng này nó sẽ hiển thị như thế nào. Đây nè, các bạn lưu ý nhìn vô kim vòng này nha. Các bạn khi mình bấm khởi động máy thì các bạn thấy kim vòng nó hoạt động nè, nó nhảy lên nè, nhưng mà màn hình chúng ta không lên. Các bạn thấy là cái máy chúng ta đã lên, đã khởi động nè. Đó đó, nó nhịp đó, nó dao động nè. Các bạn đợi mình một xíu nha, mình coi nó lên luôn hay không nha. Đó, nó lên đó. Đó, nó qua 0.5 rồi đó. Lên khởi động, đang trong quá trình khởi động rồi đó. Đó lên, bắt đầu chuẩn bị lên màn hình chính nè. Đó, lúc nãy là nó đang trong quá trình khởi động, bây giờ hình như đã lên màn hình chính rồi đó mọi người. Đây nè, bây giờ lên màn hình chính rồi, bắt đầu là cái máy đang ở chế độ là hiển thị màn hình bình thường rồi đó. Có nghĩa là gì? Có thể là gì mình đang đón là gì đó. Mình đang đón là gì đó mọi người. Ok, là máy này vẫn còn lên rồi mọi người. Máy là còn lên, khi mà mình sử dụng máy cấp nguồn mình cắm vô mình kích nguồn thì mình biết được là máy vẫn còn lên. Thì bây giờ mà cái màn hình nó không lên thì mình có thể là nghi ngờ một vấn đề nữa, đó là có thể là máy bị hư màn hình hoặc là bị hư xe đèn hoặc hư hiển thị. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy một cái màn hình khác mình lắp vô, nếu mà lắp màn hình khác vô mà nó vẫn không lên hoặc là lắp màn hình khác lên thì chúng ta sẽ biết được cái bệnh tiếp theo của nó nha. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình rút cái điện ra để chúng ta tắt máy đi và chúng ta lắp màn hình vô nha mọi người. Đây mình tắt máy cấp nguồn, đó, tắt máy cấp nguồn luôn. Ở đây thì mình sẽ mở lấy cái chân pin ra, và chúng ta mở lấy chân socket màn hình và cảm ứng ra. Đó, chúng ta dùng móng tay nó cậy nhẹ nhẹ lên. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái màn hình những cái màn hình để dành mình test máy, để mình kiểm tra coi cái máy này nó bị hư màn hình hay là hư xe đèn hay là hư hiển thị. Và mình làm máy thì ở đây mình hy vọng nó chỉ bị bệnh nhẹ là như là hư màn hình này nọ thôi, chứ đừng có hư hiển thị trên men này nọ thì nó cực lắm á. Ở đây mình sửa chữa nói chung là về tháo lắp, về thay linh kiện thôi. Nếu mà máy mà bị về vấn đề trên men, bị hư hiển thị, bị mất đi xe đèn này nọ thì mình cũng chưa làm được. Đây mình chỉ lắp ráp được linh kiện thôi.
hư pin, hư màn hình, mình chỉ khám được chữa bệnh đơn giản của nó thôi. Ok, giờ mình sẽ bật máy cấp nguồn lên lại để mình test máy nha. Rồi, mình sẽ bật nguồn lại nè. Rồi, ha, các bạn thấy không? Đó thì có nghĩa là cái máy này khi mà bị rơi xuống á, là cái màn hình nó bị hư, bị chấn động nó hư. Thì có một số bạn có thể nghĩ là cái màn hình của mình còn lành lặn, có thể là không bị hư màn hình. Nhưng mà chúng ta lưu ý là màn hình á, nó không cần phải bể, không cần phải phải nát thì mới hư màn hình nha mọi người. Tại trong quá trình chúng ta làm rơi xuống thì nó qua đập này nọ đó, làm cho màn hình nó hư. Và nó hư những cái linh kiện bên trong chứ không phải là hư cái chứ không phải là bể. Không nhất thiết là bể thì mới hư màn hình nha mọi người. Đó, chúng ta thấy được là qua quá trình mà thăm khám được chút xíu thì chúng ta biết được cái máy đã bị hư màn hình nha. Đó, giờ nó lên các bạn thấy không? Đó, lên màn hình chính luôn. Lên màn hình chính luôn rồi. Ở đây mật khẩu màn hình để mình xem. 97 98 16 98 76. Đấy các bạn, chúng ta đã vô được màn hình chính luôn, là cái máy chúng ta không có bị hư hao gì cả. Thì bây giờ đã vô được màn hình chính rồi thì mình sẽ kiểm tra một số chức năng của máy để mình coi biết máy có bị ảnh hưởng gì sau khi mà bị hư màn hình luôn không nha. Ở đây khi mình vô thì bắt đầu nó bị chọc cái gì đó, nó chạm gì đó, tắt nguồn đi, mình tiến hành làm lại lần nữa. Tại cái máy cấp nguồn khi mà nó hoạt động cao quá thì có thể là máy cấp nguồn nó không chịu nổi, tắt nguồn đi đó, nó cúp. Nó thử lại. Để mà thử ổn nhất chúng ta nên cắm pin các bạn nhé. Để mà thử chuẩn nhất chúng ta nên cắm sạc pin. Thì lát nữa mình sẽ test lại cái cục pin này có hư hay không nữa. Mình sẽ tiến hành mình lắp pin này vô lại và mình kiểm tra coi máy có hư pin hay không. Nó lại tắt nguồn rồi mọi người, thấy không? Đó thì chúng ta thấy cái máy hơi có vấn đề gì đó. Không biết lý do tại sao mà nó lên chút xíu thì nó lại cúp nguồn. Hy vọng chỉ là do máy cấp nguồn nó yếu quá, nó không đủ kích thôi, chứ đừng có phải là hư men ha. Nếu mà hư men là ngoài khả năng của mình. Ở đây mình nói chung mình làm chỉ làm được phần linh kiện thôi. Còn cái gì mà liên quan đến hàng kho này nọ là mình không biết làm đâu. Tại trước giờ mình đâu có qua học một cái khóa nào bài bản về sửa chữa phần cứng đâu. Mình chỉ là một người một quạch để mà biết làm thôi, chứ không có học qua cái khóa đào tạo nào cả bạn ơi. Các bạn nào mà theo dõi mình từ trước giờ cũng biết được rồi, không cần mình lặp lại. Tại mình nói cho những bạn mới biết, mới xem sau này để bạn biết được. 9 8 7 6. Ok, thì mình nghĩ là chắc là do máy cấp nguồn thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nè, khi mà cái máy chúng ta đã lên được rồi, chúng ta cần phải kiểm tra những cái chức năng đó. Trước tiên là chúng ta cái điều quan trọng nhất là phải kiểm tra email. Mà nếu máy mà mất email thì dễ biết lắm bạn à. Nếu mà máy mà mất email ở trên cái dòng này nè, ở trên cái dòng cái chỗ không có sim này, nó sẽ hiện ra một cái hình tam giác, hiện ra một hình tam giác có hình chấm than á, hình tam giác có chấm than bên trong và nó báo là không dịch vụ nha. Còn ở đây chúng ta thấy là nó không có, nó ghi là không có sim thì chúng ta chắc chắn là cái máy chúng ta vẫn còn email á. Nhưng mà chúng ta vẫn kiểm tra sao than không, sao than coi này có đây nè bạn. Đó, còn đây là một cái máy khi mà chúng ta mất email nè. Đó, để mình sẵn đây mình chia sẻ với mọi người luôn để mọi người có thể biết được đây nè. Đó, sau này mà khi mà các bạn bị những cái tình trạng cái máy các bạn mà không có sóng á, không có sóng, không có sim, không nhận sim, không sóng và kích hoạt không được á, ở đây bằng cái máy bị mất email nè, cho nên khi mà người ta ghi to lại á, nó không kích hoạt được, tại nó không có email, không kích hoạt được nha mọi người. Đó, ở đây các bạn thấy là cái máy nó hiện lên cái hình là không có dịch vụ nè, và nó có một cái dấu chấm than tam giác nè. Đó, có một dấu tam giác chấm than bên trong. Và cái máy này chúng ta bị mất email nha. Khi mà cắm vô máy tính là nó không có hiện ra email. Chúng ta xác định là cái máy chúng ta không bị mất email, không bị mất email nè. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta kiểm tra những cái phần như là wifi có bị hư wifi gì không nha. Đó, wifi thì vẫn còn nhận. Rồi âm thanh đồ này nọ nè, coi nó bị ảnh hưởng không. Đó, âm thanh được, rung
rung thì vẫn ok, nữa tăng giảm lượng mình kiểm tra những cái chức năng trên máy để mình báo cho khách. Rồi chúng ta kiểm tra thêm cái phần micro của bạn coi máy nó bị, khi mà máy bị rơi gớt ấy, nó sẽ có thể bị ảnh hưởng đến vấn đề là cái audio á hoặc là camera. Ở đây bạn thấy là camera sau này nó vẫn còn hoạt động bình thường, bây giờ mình thử ghi âm thử thì được không nha. Alo 124, alo 124. Đó mình thử coi chức năng ghi âm trên máy nó có bị hư không. Đó bạn vẫn còn nghe bình thường nha. Đó, đó là một cái micro khác, nhưng mà mình kiểm tra thêm một micro nữa. Đó là micro để chúng ta đàm thoại. Các bạn vô phần ghi âm. Cái phần ghi âm là quan trọng, tại vì cái ghi âm thì nó sẽ điều khiển cái micro ở trên phần. Bạn thấy là chúng ta sử dụng nhiều quá bắt đầu nó tắt nguồn đi đó. Máy nó tắt nguồn, bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra pin nó còn sống hay không. Thì để biết được thì mình sẽ tiến hành mình tháo cái nguồn này ra. Tắt máy, tắt nguồn đi. Mình tháo cái nguồn này ra, mình gắn pin vô lại. Mình gắn pin vô lại nè. Đó. Rồi cắm sạc thử coi nó có hiện hình cục pin không nha. Cắm sạc vô. Để kiểm tra cái pin nó còn sống hay chết. Đấy bạn, khi mình cắm pin vô thì cắm sạc vô thì máy nó hiện lên hình cục pin đang sạc nè. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình để cho nó sạc đầy mà, đầy pin luôn. Sạc đầy pin luôn rồi mình kiểm tra thêm một lần nữa. Đó, đó là cái quy trình để kiểm tra và mình coi nó hư gì để mình báo khách rồi nha. Thì giờ đây là con 6S LED á, nếu mà cái máy này ở đây hư, nếu nó chỉ hư màn hình thôi và chỉ thay màn hình thôi, ở đây thì mình lấy giá khách cũng rẻ thôi. Ở đây nó mình lấy giá khoảng chắc là khoảng 700 thôi bạn, 700 thôi. Đó, thay nguyên bộ màn hình. Mình lấy giá khoảng 700 qua và mình bảo hành nửa tháng mọi người nha. Bảo hành nửa tháng, trong nửa tháng đó nếu mà cái màn hình này nó đai nó hư á thì mình sẽ quề vốn, mình sẽ móc tiền túi mình ối ra. Đó để mình bảo hành cho khách. Còn nếu không có hư thì coi như là mình sẽ lời được cái khoản tiền đó. Nói chung là 50-50 đó mọi người. Rồi trong quá trình mà mình để cho pin nó sạc á thì ở đây mình sẽ tháo màn hình ra nha. Tháo màn hình ra. Mình tháo màn hình này ra và mình tháo những cái linh kiện ở bên cái máy này, là tháo gì? Tháo cái nút home. Tháo nút home và tháo cái camera bên màn hình hư này để mình lắp qua cái màn hình test máy để mình thử cái gì bạn. Để mình thử coi cái máy này còn nhận vân tay hay không, có hư nút home hay không, có hư camera trước hay không, để mình báo cho khách một lượt luôn các bạn nhé. Đó mình làm như vậy thì mình báo giá khách nó dễ luôn. Thì mất công ta báo tới báo lui, nó phát sinh này phát sinh nọ, một lát thì báo hư màn hình, một lát thì báo hư nút home, một lát thì báo hư cam trước nữa. Ta kiểm tra rồi chúng ta báo một lượt luôn cho nó dễ, không mất công người ta nghi ngờ mình, hoặc là có thể là nói ông này bà rẻ quá. Đó. Mở nút home ra mọi người. Đây mình dùng nhíp mình mở cái socket ra nè. Đó. Ok, thì ở đây chúng ta thấy là nó đã rơi ra nè, cái cáp nó đã xúc ra rồi, thì mình sẽ lấy ngón tay á, mình đẩy từ dưới lên. Đó, đẩy từ dưới lên để chúng ta lấy nút home ra. Chứ các bạn phải lưu ý là không có lấy cái nhíp để mà nắm cái đầu này giật lên nha. Bảo đảm 100% mà gách cái dây cáp lên. Lúc đó là ăn hành đó. Ok, giờ chúng ta lắp vô cái màn hình test máy nha. Lắp lại, lắp hờ lại để chúng ta kiểm tra cái nút home nó coi còn nhận vân tay, còn sử dụng được nút home hay không. Đây, khi mà cái tua quýt nó bị không còn nhiễm từ nữa thì chúng ta sẽ quẹt nó vô cái cục 500 để cho nó nhiễm từ lại. Tua quýt nó nhiễm từ thì nó hút hết những con ốc thì chúng ta dễ làm hơn. Ở đây mình làm video để mình chia sẻ cái hình ảnh để cho mọi người thấy được cái cách làm việc ở đây của mình là thứ nhất. Thứ hai là mình chia sẻ cách làm việc và cái quy trình kiểm tra này nọ, bệnh hoạn này nọ sao để mình chia sẻ cho những bạn nào giống thích vật vạch á thì có thể tự mở máy ra để mà kiểm tra. Coi clip của mình thì có rất là nhiều bạn làm theo và cũng mở vật vạch và đã thành công. Những bạn đó đã nhắn tin và gửi hình ảnh này nọ qua Facebook của mình để cho mình coi, mình rất là vui vì những cái hình ảnh, những chia sẻ của mình giúp được cho các bạn một phần nào đó. Giống như những cái vấn đề như là thay màn hình này nọ thì nó quá đơn giản, thay màn hình Samsung này nọ thì mình hướng dẫn chia sẻ cho các bạn thì các bạn đã làm được.
Ở đây mình sẽ lắp cái cam vô. Ok, mình không cần lắp cam vô đâu, mình chỉ để vậy được rồi. Ở đây mình sẽ lắp màn hình vô nè. Lắp màn hình vô. Ok, rồi mình lắp cái cam vô luôn. Để cam gờ ở ngoài thảo công lát nó tháo ra nó vô cũng vậy thôi à. Đó. Rồi ok, mình để vậy nha các bạn. Rồi giờ mình thử mà mình sẽ tháo pin ra lại. Đó, tháo pin nha. Pin này còn rất là tốt nên chưa bị phù đâu. Ok, thì giờ mình sẽ đợi cho nó sạc đầy, mình test máy một lần nữa rồi mình báo giá chính xác cho khách luôn rồi. Ok, sau khi cắm sạc được khoảng 30 giây thì cái máy nó đã khởi động nguồn nó lại rồi mọi người, lên nguồn ok nè. Test thử lại lần nữa nha. Thì giờ mình sẽ test cái vân tay. Các bạn thấy khi mà chúng ta khởi động nguồn, các bạn lưu ý là cái máy chúng ta có mất vân tay hay không, đó là khi chúng ta khởi động nguồn lên ta biết được rồi. Đó, khi mà khởi động nguồn lên, nếu mà cái máy mất vân tay á thì nó sẽ hiện lên một cái hồng dòng thông báo là không thể kích hoạt Touch ID trên iPhone này. Còn đây các bạn thấy nó không hiển thị thông báo đó thì cái máy chúng ta vẫn còn nhận vân tay bình thường nha. Đó, đây mình sẽ vô cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không, vân tay vẫn còn được bình thường, mình sẽ thêm dấu vân tay nè. Các bạn thấy không đó. Ok nha, thì vân tay vẫn còn nhận, cái máy này không thu vân tay. Mình xác định được là cái máy chúng ta bị bệnh gì hết rồi đó. Rồi giờ mình sẽ vô coi cái camera trước nữa nè. Mình sẽ xem camera trước. Đấy bạn, camera trước vẫn nhận bình thường nè bạn thấy không? Tại do mình chưa lắp vô cái phần màn hình á, mình chỉ gắn hờ vô thôi á để mình kiểm tra coi cam nó sử dụng được hay không nè. Mình thấy không? Đó, cam nó hiển thị hình ảnh nè. Đó. Đó, bạn thấy cái bóng ở trong cái màn hình không? Đây nè. Đó đó, cái cam đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay phim bằng cam trước thử coi nó có bị ảnh hưởng về cái gì không nha. Đây nè. Đó, tại cái camera, cái micro ở trên cái con iPhone này nó có đến 4 cái này các bạn. Nó tới 4-5 cái micro đằng đây nè, bạn lưu ý nè. Đây nè, một cái nè, một cái micro nè. Đây nè, các bạn nhìn chỗ này nè. Đây một cái nè. Đây một cái nè là hai cái nè. Rồi thêm một cái đây nữa nè. Đấy các bạn, một cái đây nữa nè. Và một cái đâu nữa, một cái nằm trên đây. Một cái nằm ở đây nè. Một cái nằm trực tiếp ở trên cái dây camera luôn nè. Bạn thấy không, đó cục tròn vàng là micro. Là một cái máy chúng ta có tổng cộng 4 micro nên chúng ta phải test hết tất cả các micro đó. Hồi nãy là mình đã test được một cái micro để nghe gọi nè. Micro quay phim cam sau nè. Micro quay phim cam sau là micro này nè. Bây giờ là chúng ta sẽ kiểm tra micro quay phim cam trước ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay phim ở cam trước để coi cái micro này có hư hay không. Rồi. Rồi ok, các bạn thấy là micro trước đã ổn, đã xong. Và chúng ta đã test được những cái micro cần thiết của cái máy rồi. Đó, vậy là bây giờ chúng ta đã xác định là cái máy chúng ta là chỉ hư màn hình thôi mọi người nha. Cái máy này chỉ hư màn hình thôi và mình sẽ báo giá khách là 700.000 là thay màn hình và bảo hành màn hình nửa tháng. Đó, trong vòng nửa tháng nó có hư hao có chút chặt thì mình sẽ ối tiền ra mình bảo hành cho khách. Đó là nói chung là lời ăn lỗ chịu nha mọi người. Thì làm cái giá như vậy thì anh em dễ sử dụng hơn. Ok, thì nói chung là clip hôm nay thì mình chỉ làm một vấn đề là mình test máy với lại mình kiểm tra máy coi bị bệnh gì cho mọi người xem giải trí thôi. Và mình sẽ cho mọi người thấy được cái cách hình làm việc. Và thứ hai nữa là các bạn có thể biết được thêm những cái thông tin cần thiết cho các bạn sau này. Giống là có những cái kinh nghiệm để các bạn kiểm tra máy nọ bị hư gì đó. Nó có thể có thêm một cái gọi là hiểu biết cũng tốt phải không? Ok, thì cái phần này thì mình sẽ làm sao, mình sẽ thay màn hình cho khách rồi mình giao khách sau, mình báo khách là 700.000. Rồi clip hôm nay thì mình làm đến đây thôi. Các bạn thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nha. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.